Một vòng eo gọn gàng sẽ mang lại một thể trạng khỏe mạnh và tuổi thọ dài hơn. Để bạn dễ hình dung, đây giống như là trong bụng của một người bình thường. Các cơ quan nội tạng nằm cạnh nhau, vẫn có một ít mỡ và nó là bình thường. Bạn cần ít mỡ này. Nhưng đây là tượng trưng cho ổ bụng của một người thừa mỡ nội tạng. Chúng bao bọc xung quanh các cơ quan nội tạng của bạn. Các cơ quan nội tạng bị chèn ép bởi các tảng mỡ mà tôi xin gọi chúng là những kẻ xâm lược ác hiểm. Tôi xin nói kỹ hơn một chút chính xác những gì diễn ra bên trong cơ thể bạn và vì sao mà một vòng eo thon gọn lại là chìa khóa cho một thể trạng khỏe mạnh. Bạn mang cả khối mỡ nội tạng như vậy mỗi ngày. Chúng không chỉ ngồi yên ở đó, chúng thực sự là cả một khối chất độc bao phủ xung quanh cơ quan nội tạng của bạn. Chúng phóng thích các hóa chất, các hormone bất thường đi khắp các bộ phận cơ thể trong bạn. Chúng tác động tới hệ tim mạch của bạn. Chúng bám vào các thành mạch máu gây ra theo thời gian. Chúng cao huyết áp. Và mỡ nội tạng không chỉ chèn ép, làm rối loạn chức năng các cơ quan phủ tạng, chúng còn phóng thích các hóa chất truyền dẫn thông tin, gây rối loạn quá trình chuyển hóa, tích trữ và giải phóng năng lượng từ mỡ. Chúng làm cho cơ thể bạn thay vì tiêu thụ mỡ, lại gia tăng tích trữ mỡ nhiều hơn. Chu trình đảo ngược này làm cho sức khỏe của bạn ngày càng tồi tệ hơn. Lá gan của bạn bị quá tải bởi cholesterol, dẫn tới điều gì? Các mảng xơ vữa trong động mạch. Khi các mảng xơ vữa động mạch dày lên, chuyện gì sẽ tới? Các bạn biết cả rồi, tôi sẽ gặp các bạn ở khuôn viên bệnh viện luyện tập sau đột quỵ hoặc sau nhồi máu cơ tim, và bạn sẽ nói giống như những người cùng cảnh ngộ, phải chi tôi chịu khó thay đổi. Vậy thì bây giờ bạn đã biết phải tập trung xử lý mỡ nội tạng gây nên bệnh tim mạch, ung thư, đột quỵ não, thoái hóa khớp, tiểu đường tiếp 2, suy giảm ham muốn tình dục. Tôi thực sự không muốn các bạn phải chống chọi với những căn bệnh này. Vậy thì các bạn hãy tập trung loại bỏ mỡ nội tạng, có một vòng eo gọn gàng, săn chắc. Các nghiên cứu đã cho chúng ta thấy bạn sẽ có giấc ngủ tốt hơn, một trái tim khỏe mạnh hơn, tình dục sung mãn hơn, và sẽ giành được nhiều tiền hơn thay vì trả tiền cho hóa đơn điều trị y tế, có thêm tiền đi du lịch các nước. Nghe cũng có lý phải không các bạn?